Ơi, chào mọi người nha. Rồi, hôm nay không làm clip bữa nay mình là đang một cái máy chuyên thuyền một quạt ha. Thì cái mẫu 16 feet sau này mình không làm nữa, mình sẽ làm mẫu 18 feet ha. Rồi. Thì đây. Cấu hình bên trong ha. Thì máy này này mình sử dụng bo của Hải Tạc Đen ha. Đây, HTD 18 đây. Đây, mẫu này cái này. Đó. Sau này mình xài mẫu 18 feet này nha, mình không có xài 16 feet nữa. Đó, bo này thì mình lấy bên anh em bên nội bộ ha. Rồi thì cấu hình nó như thế này, cái phần mặt trước hai cọc đỏ là ra hai cọc đỏ này là cầu bóp, hai cọc này là mát và vạt ha, mát vạt. Rồi nút vàng và chỉnh đu ti dặn qua bên đây hết tới số 10 thì nó thành đánh lì, dặn ngược lại thì đu ti ha. Đó, đu ti mỏng, đu ti càng ngày càng dày, vậy bật qua đây là lì luôn. Rồi bật lên đây là nước nông sâu và cạn á, đánh sâu, ở đây là đánh cạn, mà bật xuống là phèn, bật lên là ngọt, ngọt đục tạp chất nhẹ, bật đây là phèn nặng, tạp chất nhiều ha. Rồi đỏ là tần số mạnh yếu thôi. Máy rất là đơn giản, rất là dễ sử dụng. Sử dụng trong hộp này là hộp 240 ha. Dài là 2 tấc 4. Bề ngang là 160 ha, đi 1 tấc 4 hay gì á. Đó. Đó, nói chung là nó nhỏ gọn hơn cái máy 16 feet nha. Đó. Không phải là máy bự ngon đâu mà người ta thiết kế nhỏ gọn ha, bề ngang là 1 tấc 6 nè. Bề dài là 2 tấc 4 nè. Đó. Rồi. Rồi, không dài dòng nữa, giờ mình test ha. Máy thì mình làm cho ông chú đã mua cây máy 16 feet của mình rồi mà giờ mình không có là sử dụng bo đó nữa thì mình ráp bo này nha. Thì nó mất tiền hơn một tí xíu. Đó, mất tiền hơn một chút nha. Thì anh em nào cần thì liên hệ mình với số điện thoại để trên tiêu đề đó. Chứ mình lúc này mình không có thời gian, mình bận bịu, mình không có nghe máy. Rồi. Máy này nó có chạy quạt auto fan nè. Đó anh em, mà theo mình nó gắn khỏi gắn auto fan cũng được, cho nó chạy trực tiếp này nó mát máy hơn ha. Đây, nào mình bóp bóp một cái là quạt nó quay nè. Đó. Không. Rồi. Cái độ phèn nè, bật lên là ngọt độc nè. Rồi mình để hết ra hết số chơi đi. Đó, đánh lỏng hàm ha. Khoảng 80 đến 90. Nè nó dày luôn mà thấy không? Mỏng nè. Bà quay lì luôn. Dặn lên tới số 10 là thành đánh lì nha. Máy rất là mạnh luôn. Để thôi. Quạt chạy rất là im luôn. Đó, thì sau này mình sẽ cho ra mẫu 28 feet. Ha, 28 feet công suất lớn hơn ha, 24, 28 nè, 36 feet 4 biến áp. Đó, ba cái 36 feet 4 biến áp thì mình đang ráp ha. Tại không rày mất công chuyện nhà thì mình không có thời gian làm clip vì anh em đặt thì máy mình gửi à. Chứ mình quay tới quay lui còn gì cũng vậy, thì có mẫu mới thì mình mới đăng lên ha, chứ quay tới quay lui thì cũng có như đó. Cái tay đụng trúng quẹt này giật mình đó. Máy rất là vật ha, mình sẽ cho nó mang tải nặng 2 kg. Máy lên rất là mượt luôn, 3 kg. Máy rất là mạnh nha, mình đang test cục pin này nó còn khoảng 10V nè, 4 kg luôn. Đây phát một lên hai anh em, đây nè, 4 kg nha. Máy rất là bực nha, đây mình cho thêm ký nữa, 5 kg nè. Thì máy này đánh không tới đâu, máy này đánh cỡ tao cao lắm 2 kg à, rất là lực luôn.
Rồi ra con máy, máy chạy rất là mát luôn, không có xi nhê gì nha. Máy này do bên do người ta thiết kế mạch rất là chuẩn nha, chạy rất là mát luôn, độ bền sẽ cao ha. Mình có phun một lớp keo bảo vệ đó ha. Máy này rồi mình sẽ có, sau này máy mình là phun lớp keo bảo vệ rồi hết đó. Mạch thì mạch hai lớp, sử dụng rất là ok luôn, anh em đã biết rồi. Ở đây đó, còn anh em cần biết thông số chi tiết gì thì cứ qua kênh bên Hải Tạc Đen thì người ta có giới thiệu rồi, mình đây của mình không có giới thiệu dài dòng nữa ha. Nó chạy bằng ba con SCR to nè, ba SCR lớn nha. Rồi vậy thôi, thì có thả cáp nữa thì nó sẽ mắc tiền hơn một tí xíu đó, mắc hơn 500.000. Rồi thì anh em nào cần thì liên hệ mình đó, thì số chính là 0799993977 ha. Đó, gặp mình tên gì hoặc là kết bạn Zalo cũng là số đó, số chính luôn. Rồi số điện thoại mình để trên tiêu đề. Chào tạm biệt mọi người nha.